khoảng 60 chốt giả chiến như thế này. Đường mòn, lối mở nơi biên giới đều có người canh gác, nên rất khó để đối tượng buôn lậu vận chuyển khẩu trang y tế qua đây. Chỉ đạo cho các cái đồn biên phòng, nhất là đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế như Vĩnh Sương, Tịnh Biên, Long Bình và một số cái địa bàn phức tạp nữa. Trong cái thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với lại cơ quan hải quan đã bắt 6 vụ. Bên cạnh lực lượng biên phòng, Cục Hải quan An Giang cũng yêu cầu lực lượng thường trực ở các cửa khẩu